Anh và tôi thật xa gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm, mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm. Rằng giờ này đã ăn sáng chưa, ở bên đây nắng hay mưa? Anh và tôi thật xa mà mê nhìn lên nhau, và không một ai nói nên câu. Tôi đang nhớ anh và anh có nhớ tôi không? Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tôi luôn trong tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tưởng từ về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi, nên anh